Good morning, good morning. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Wow, ở bên ngoài mưa gió bão bùng ghê chưa các bạn? Nè, các bạn thấy không? Gió cây nghiêng ngả chứ. Ngoài trời thì đang mưa. Nhưng mà mọi người cũng phải tiếp tục với công việc của mình là cài. Vẫn phải đi cài thôi các bạn ơi. Rồi, xin mời các bạn cùng với mình theo chân mình ha, đi cài. Đi cài rồi dĩ nhiên cuộc sống thì phải lo toan, có nhiều việc không các bạn. Người thì đi cài để lo trả tiền nhà, tiền xe, và những thứ linh tinh khác. Ở Mỹ này thì lớp nào tiền nhà nè, hàng tháng nè, rồi những khoản tiền khác như tiền bảo hiểm xe, rồi tiền xăng cộ, ấu gia đủ thứ hết trơn. Rồi lớp nào nuôi con ăn học, rồi những khoản mà những thứ phát sinh linh tinh khác nữa. Nói nào gây ra ở bên Mỹ này á, là tiền bill nó về nó hơn ở Việt Nam luôn nha các bạn nha. Nha, quá đơn mà tiền bill nó về nhiều lắm. Cứ mỗi tháng là ví dụ mà ai có mua nhà rồi thì cũng phải trả tiền thuế đất nè, rồi tiền gas, tiền điện, tiền xăng cộ, tiền tiêu xài, vân vân và vân vân. Còn ở Việt Nam thì nếu mà có nhà có cửa rồi thì không cần mà lo cái khoản chi tiêu tiền nhà. Thấy tội cho mấy người ở đây rồi, quý vị. Họ đi bộ đón xe bus rồi kia nữa đó, rất tội. Mùa đông này mà không có xe đi. Ở Mỹ này không phải là ai cũng có xe đâu chứ nha các bạn. Có người cũng không có xe, có người cũng vẫn còn đi xe bus. Người Việt Nam mình thì đa số có xe cộ chứ rồi. Cali năm nay quá trời là mưa luôn. Đây là ở Việt Nam thì tới những tháng mùa mưa nó cũng mưa nhiều, nhưng mà Cali thì mình ở đây là mấy chục năm rồi, lần này là mình thấy là mưa nhiều nhất luôn á, chưa bao giờ mình thấy là mưa nhiều như vậy luôn. Trên đường đi làm tán gẫu với lại quý vị khán giả chơi cho vui nha, giống như là mình tám vậy. Ở Mỹ nặng nhất là tiền nhà. Nếu mà mua nhà rồi hàng tháng phải trả tiền nhà nè, trả thuế đất nè, phải trả tiền lời cho nhà băng nè. Còn thuê nhà thì cũng khổ nữa. Thuê nhà thì không có cần trả tiền thuế đất, không có trả tiền lời của nhà băng. Nhưng mà một tháng ví dụ nhà bây giờ đó các bạn, mà hai phòng thôi mướn cũng ngàn mấy hai ngàn ở những cái căn hộ chung cư mà đại khái là, nếu mà nói là cao cấp thì cũng không phải là cao cấp, nhưng mà cũng khang trang được được đó, là bây giờ là cả 2.000 đồng á. Nếu mà ai mua nhà được mà hồi năm trước nữa đó thì đỡ. Tuy rằng cái giá nhà nó cao nhưng mà tiền lời nó thấp. Có người trả có 3.4 chấm mà, có người trả có 2 chấm mấy à. Với là cái số tiền lời thấp như vậy á, quý vị mua bỏ tiền đặt cọc mua cái nhà thì góp hàng tháng cũng khoảng ngàn mấy. Nó cũng giống như là mình đi mướn một cái căn hộ chung cư hai phòng vậy. Chẳng hạn như hai vợ chồng có một đứa con hoặc hai đứa con thì mướn một cái chung cư hai phòng thì cũng ngàn mấy hai ngàn. Mà bây giờ mình mua nhà rồi, mình trả tiền nhà cũng có ngàn mấy hai ngàn à. Mà là nhà của mình. Còn mà ở chung cư thì mình ở mãi mãi vậy đó, rồi khi mình đi ra cũng vẫn là tay trắng. Những người mua nhà mà mười mấy hai chục năm
năm về trước thì đỡ hơn. Tiền nhà nhiều khi 3-4 phòng nữa, trả chưa tới 1.000 đồng nữa, chưa tới 1.000 đô một tháng, cộng tiền thuê đất và tiền lời này kia nọ vô chắc cũng khoảng cỡ 1.000 đồng tháng thì đại khái là như vậy. Rẻ hơn là mình đi mướn một căn chung cư nữa. Nhưng đó là mười mấy năm về trước, mua nhà mười mấy năm về trước, với lại mình có số vốn mình bỏ xuống mình đặt cọc đau á, thì nó đỡ cho mình. Mưa gió như thế này đó ha, những người mà làm tóc, làm nail ha, làm nhà hàng là hay bị ế ẩm ở nhà. Đáng đi làm kiếp con trâu thì mình phải cài của các bạn ha. Mình khoảng chừng 1-2 năm nữa thì khỏe. Nói tóm tắt lại cho 2 năm nữa đi, khi mà mấy đứa con ra trường hết thì mình khỏe. Còn giờ thì còn phải giúp đỡ các cháu cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Thay vì các cháu phải đi mượn tiền nhà nước để sinh hoạt hàng ngày hay mướn nhà mà này kia nọ ở, cái phần đó thì mình chịu. Để các cháu nó yên tâm nó học hành. 2 năm nữa, không tới 2 năm nữa, khoảng năm mấy à, rồi là các cháu ra trường hết thì giờ mình khỏe. Lúc đó vợ chồng già có thời gian đi du lịch này kia nọ, về Việt Nam du lịch, cứ mình làm vừa đủ sức của mình thôi. Rồi tới mùa đông như thế này nè, cái mình tránh cái lạnh, bây giờ Việt Nam ở 2-3 tháng gì đó, mình xong xuôi cái tháng 3, tháng 4 qua qua Mỹ lại để làm việc. Mình đi đi về về nha, tuổi này rồi còn bôn ba lận đận chi nữa. Biết đủ là sống vui được không các bạn ha, chứ không còn bươn trải này, như là hồi trẻ còn bươn trải. Hồi lúc trẻ thì lúc hai mấy ba mấy tuổi thì bươn trải nhiều, thất bại cũng sợ, thất bại cũng sợ. Mình trong đời thành công có, thất bại có, nhưng thất bại nhiều hơn là thành công. Được cái an ủi là mấy đứa nhỏ ở nhà nó cũng ngoan, chịu học hành. Bên cạnh có người vợ đảm đang nữa, biết lo cho gia đình, lo cho con cái, lo cho bên chồng rồi kia nọ nữa. Thôi về là cũng vui rồi, còn đòi hỏi gì nữa không các bạn ha. Bây giờ là gần 9 giờ sáng ở bên Mỹ rồi các bạn. Mưa thì vẫn tiếp tục mưa, bão thì vẫn tiếp tục đến, người thì vẫn tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Và ở ngoài gió quá, gió nghe thấy không phải thấy sợ mà thấy wow.
nó lạnh lùng như thế nào ấy. Đó, các bạn thấy không? Wow. Chắc bữa nay đi làm về sớm quá thôi. Mưa gió như vậy cách cứ đâu mà làm. Ok. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe nha. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, mưa nữa rồi quý vị ơi. Ở ngoài trời đang mưa, trong lòng thì cũng mưa. Mưa này thì dĩ nhiên là nhớ quê hương, nhớ Sài Gòn, nhất là mang tâm trạng của những người mới vừa trở về từ Việt Nam đó các bạn. Hôm nay mình làm clip này thì mình muốn chia sẻ về có nên về Việt Nam hàng năm hay không, hay là 4-5 năm về một lần. Các bạn nghĩ như thế nào nếu mà cứ 1 năm, 2 năm về Việt Nam một lần? Cái đó là dành cho những người lớn tuổi hay là những người trẻ tuổi các bạn? Theo mình thấy thì nếu mà lớn tuổi á, mà mỗi năm mỗi về á, thì nó cũng được vậy, nhưng mà nếu phải có điều kiện ở ở Việt Nam á, một số người mà đi qua bên Mỹ này rồi, chẳng hạn như là người ta có đất đai ở Việt Nam nè, nhất là những người mà ở dưới quê đó, đó người ta có đất đai ở dưới, có nhà cửa ở ở đó, thì bây giờ người ta đi trở về thì người ta có nhà cửa, ta ở 1-2 tháng, 2-3 tháng không sao. Sao những người đó là mình nói rằng là khi mà con cái họ bảo lãnh qua đây, nhất là những người mà con gái của họ hay con trai của họ đi du học rồi dựng vợ gả chồng, họ tìm được một nửa của họ ở bên Mỹ này, hoặc là những đứa con gái của họ lấy chồng Việt kiều, bây giờ bảo lãnh họ qua bên Mỹ ở đó, thì những đó thì dĩ nhiên là những người trung niên lớn tuổi rồi, thì cứ mỗi năm họ về, 2-3 năm họ về một lần, không có tốn kém gì nhiều. Thứ nhất rằng thì nhiều khi đi về bên Việt Nam, con cái bên đây mua vé máy bay cho họ đi về luôn nữa, rồi về tới Việt Nam thì họ có nhà cửa bển, cho nên không cần phải ở khách sạn hay không cần phải ở nhà người này người kia, nó cực khổ. Còn ở Việt Nam thì sao, còn ở Sài Gòn á, ý mình nói ở Sài Gòn thì sao, thì cũng giống như vậy, những người mà có cơ sở làm ăn hay có nhà cửa trước khi đi người ta còn để lại á, ta còn chưa có bán thì về có cái chỗ ở. Còn mà những người mà không có chỗ ở á, thì nó cũng hơi kẹt lắm, về tốn kém khách sạn nhiều lắm. Giống như mình ha, mình về một mình á, thì mình ở chung cư chung với lại gia đình không sao, ngủ đâu cũng được. Còn mà về chung với lại gia đình với con cái là bắt buộc là phải mướn khách sạn rồi. Hồi lần trước mình về mà ở khách sạn suốt cả tháng luôn mà, rất là tốn kém tiền khách sạn rất là nhiều. Tuy rằng nó lạ lạ lắm. Thí dụ người Việt Nam mà qua bên đây đi chơi đi thì có thể ở nhà mình một tháng sau, nhưng mà mình mà về Việt Nam thì nói nào ngay ra cũng, hay là tại vì hoàn cảnh của mình thôi, ít có ai bà con cô bác hay là em ruột hay là này kia, tuy rằng là có nhà cửa đi nữa nhưng nó cũng, nó có sự riêng tư, nó cũng không dám mời mình ở nhà nó tuần này qua tuần kia đâu. Đại khái là gì, chứ là mình cũng ngại làm phiền em út hay bà con lắm. Mà đi về Việt Nam mà mình có cơ ngơi, có nhà cửa ở, thứ nhất là không tốn kém là chỗ ở nè, thứ hai mình muốn đi mua cái gì đó, cái mình về mình nấu ăn nó đỡ hơn. Còn mà mình ở khách sạn, thứ nhất là không có chỗ nấu nướng, thứ hai thì không có bà con cô bác lại thăm được, rồi tốn kém rất nhiều, tốn kém tiền khách sạn, tốn kém tiền ăn uống, là ăn uống ở ngoài không à,
chứ đâu có mua đồ về nhà ăn uống đâu, đâu có mua đồ về khách sạn đâu. Có mà ít lắm. Khi thỉnh thoảng mình kêu xe Grab food á, Grab food nó delivery nó mang thức ăn tới nhưng mà cũng ít lắm. Còn tuổi trẻ thì có nên đi về Việt Nam hàng năm hay 2 năm về lần không? Theo mình thì không nên. Không nên. Tại vì để các em, các cháu mà tuổi trẻ đi về Việt Nam thì thứ nhất cái về bên kia có người thân đi theo không nói gì, còn không có người thân đi theo á cũng là nước lạ cái, rồi sợ bị sa ngã nè ha. Rồi cái thứ hai nữa là cứ đi như vậy hoài đó, tiền để dành được 1-2 năm là đi về một chuyến gì đó, 1-2 tháng là hết, 1-2 tháng là hết. Nhiều khi đừng có nói rằng là có người thì dĩ nhiên có người xài khác nhau, có người đi mang theo vài 3 ngàn thì cũng hết, có người đem theo về 10 ngàn cũng hết, có người về đem về mấy chục ngàn cũng hết. Nó là vậy đó. Cứ không lẽ cứ 1-2 năm mình dành dụm cái đi về Việt Nam hết sạch, 1-2 năm cái đi về Việt Nam hết sạch sao? Đâu có được như vậy. Tuổi trẻ phải phấn đấu rồi phải để dành, rồi để đó để mà mua nhà cửa hay là tính tới chuyện tương lai nữa. Chứ nếu mà về liên tục như vậy là không có tiền để dự tính cho tương lai của mình. Còn mấy người mà có cơ sở làm ăn hay có nhà cửa bên Việt Nam thì không nói gì rồi. Hoặc là các cháu mà hay các cháu các con mà có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại mà có nhà cửa bên Việt Nam á, ngon lành khang trang á, thì về ở đó thì cũng đỡ. Rồi có mấy chú mấy cô cậu thì kia nọ nó phụ giúp chỉ bảo cũng được. Nhưng mà nếu mà cũng tùy theo người Việt Kiều về Việt Nam xài nhiều hay ít, là nhiều phần đông, ví dụ mà mình có anh em bà con cô bác mà giàu có không á thì họ ít xài tiền lắm. Mình có một người bạn nói rằng họ về bển họ xài có 1-2 ngàn đó à, mình không tin. Mình nói về Việt Nam sao mình xài ít chứ vậy, nói bà con của họ giàu có không à, rồi anh em rồi có nhiều người có con cái còn ở lại Việt Nam làm ăn cũng được đó. Cho nên họ về tới nơi thì có xe ra rước, đi ăn uống gì thì anh em bà con cô bác giàu có mà làm ăn được hết thì trả hết, không để cho họ trả. Những tiệc tùng mà lớn nhỏ gì là con cái rồi anh em bà con họ dành trả cho nha. Thì đó là Việt Kiều may mắn. Còn họ nào đó muốn trả một bàn một lần cũng khó khăn nữa, phải năn nỉ lên năn nỉ xuống phải để cho họ trả thì mới được, còn không thì bà con cô bác cứ dành trả không. Đó là những Việt Kiều mà may mắn có được thân nhân ở Việt Nam làm ăn được. Còn những Việt Kiều mà có anh em mà không có chịu làm ăn mà ham chơi á các bạn, hoặc là nghèo á, rồi bà con cô bác cũng không có ai khá giả thì nó hơi mệt, mình phải chi tiêu nhiều hơn. Cái vấn đề đó thì mình không có ai than vãn, không ai nói gì đâu, nhưng mà ý mình muốn nói ở đây là tại sao có người chi tiền ít, có chuyện người chi tiền nhiều là như vậy. Nếu các bạn nào mà muốn qua Mỹ mà muốn trở về Việt Nam hưởng thụ nữa đó, đi chơi nhân tuổi tuổi trung niên mà được bảo lãnh qua bên Mỹ này đó, thì theo mình thì nếu các bạn còn suy nghĩ rằng là còn trở về Việt Nam an hưởng tuổi già hay này cái nọ thì đừng có bán nhà cửa, cứ để nhà cửa như vậy đi. Rồi cái thỉnh thoảng một vài năm mình về, hay hoặc là sau khi các bạn, ví dụ đàn ông bên đây thì là 65 tuổi về hưu, đàn bà thì cũng 60 ngoài thì về hưu, thì về ở Việt Nam mình có cái chỗ để cơ ngơi để mình ở, mình không có cần lo lắng về cái chỗ ở của mình. Qua bên đây cái đúng cái tuổi mà về hưu rồi thì các bạn ăn tiền già, vô được quốc tịch thì được hưởng tiền già. Thì tiền già bây giờ cũng nghe nói ở Cali cũng 1,000 mốt á, mà thí dụ hai vợ chồng thì hưởng tiền già cũng được 2,000 mấy,
2000 mấy một tháng xài đâu có hết đâu, phải không? Đó, ví dụ ở Việt Nam thì xài đâu có hết, nếu mà xài không kiểu mà phung phí này kia nọ giờ cho các bạn đi chơi cũng không hết nữa. Không. Thì miễn sao ở 28-29 ngày thôi rồi trở lại qua Mỹ, tại vì mình đi hơn một tháng á nó sẽ cúp cái tiền già của mình, còn tiền hưu á thì không có cúp. Tiền hưu là tiền mình làm, mình đóng thuế lúc mà mình còn trẻ, mình đi làm đóng thuế, thì bây giờ khi mình về già rồi họ phát tiền hưu cho mình. Ví dụ mình về tới Việt Nam mà ở 3-4 tháng họ cũng gửi về tới tận Việt Nam luôn, gửi tới các tài khoản ngân hàng Việt Nam luôn. Mình biết vấn đề này, mình chưa về hưu nhưng mà biết vấn đề này tại có mấy người bạn mà bị hưu nữa, mấy người lớn tuổi, không phải là bạn thân nhưng mà quen biết, họ kể mình nghe. Có một người họ nói là họ đi về Việt Nam họ bị phạt 3-4 lần luôn, tại vì họ đi lần mấy tháng lần á mà họ hưởng tiền già chứ không phải là tiền hưu, cho nên khi qua bên đây họ bị cắt để họ lên trên chỗ mà làm tiền già nè, họ apply, họ làm đơn lại thì bên kia họ nói tại mày đi đi hơn một tháng cho nên cái tiền này bị cắt và họ phạt. Thì dù mình hỏi gì phạt như thế nào thì nói thí dụ mà mình lãnh 1100 một tháng thì họ phạt mình 1100 luôn, phạt đúng với cái số tiền mà mình lãnh. Ví dụ mình lãnh 1200 một tháng thì họ sẽ phạt 1200. Nhưng mà thường mình nghe là ở Cali này mấy người đó lãnh 1100. Rồi mình hỏi cái cách phạt của họ như thế nào thì họ ở đây họ cũng nhân đạo lắm. Họ không thể nào thí dụ mình đi trễ về đi ha. Họ không thể nào lấy luôn cả một tháng tiền già đó 1100, mà người đó kể cho mình nghe rằng họ sẽ lấy từng tháng một. Chẳng hạn như là tháng tới đi, cái người đó lãnh 1100 nhưng mà chỉ còn lãnh có 1000 nhà nước trừ thẳng còn lại 1100. Khi nó trừ hết 1100 đi rồi bắt đầu mình lãnh lại cái check hay là một cái nó gửi thẳng vô cái nhà băng của mình á là 1100 lại. Thay vì mình là 1100 nó trừ 100 một tháng thì mình lãnh có 1000 ha. À, mình lãnh 1000 thì nó trừ 100 một tháng. Rồi nó trừ sao cho đúng 11 lần thì bắt đầu mình lãnh lại là 1100 cứ vậy đi. Mà mình nói ủa đi về Việt Nam chơi mấy tháng trời mà bị phạt là như thế đó hả? Cái ông nói ông đi hỏi thiệt mình cũng bán tính bán nghi đó, mà mình nói đâu có dễ gì đâu, không đâu phải dễ ăn của ngoại gì đâu, nhà nước Mỹ mà. Thì ông nói vậy chứ mình không xin tiền lại, nó không cho lấy gì ăn lấy gì người ta sống, bởi vì chính phủ Mỹ nó nhân đạo là cái chỗ đó đó các bạn, nó nhân đạo cho nó sống dĩ hòa dĩ quý lắm, và nó cũng làm sao mà cho người ta sống được chứ không phải là nó ép người ta vào một con đường cùng là như vậy. Mình có cống hiến thì mình lãnh được nhiều, mình không có cống hiến thì mình lãnh tiền già thôi. Ngay cả những người qua Mỹ này sáu mấy tuổi rồi, không có đi làm, không có cống hiến, không có gì hết trơn, đối với cho nước Mỹ chưa đóng thuế được một xu một cắt bạc nữa, nhưng mà ở đây mấy năm cái đi vô quốc tịch thì mình được lãnh tiền già thôi. Còn mà trước khi mà được lãnh tiền già thì mình có thể mượn tiền sống. Mình nghe nói là mượn tiền GA gì đó, mình không biết nữa cái vụ này. Mấy người già mà chưa có lãnh tiền hưu được á thì mình mượn tiền này sống một tháng, không được chắc cũng được mấy trăm hay sao á. Rồi sau khi mà mình lãnh tiền già rồi thì nó trừ lại, nó trừ từ lại chút ít. Ví dụ một tháng mình mượn nó 3000 đi, tổng cộng lại một lần nó cho mình mượn một tháng nó phát mình 200-300 vậy á. Ý này là mình nói là con số mình đưa ra vậy thôi. Chẳng hạn như mình mượn tháng 300 đi, 10 tháng là 3000, ví dụ đại khái là việc năm là 3600. Khi mà mình lãnh được tiền già rồi thì nó sẽ trừ ra hàng tháng 100-200 gì đó, nó trừ sao mà cho đủ hết 3600 thôi, lúc trước mình mượn của nhà nước thôi. Cái này mình cũng nghe cũng mấy người mà lãnh tiền già, mấy tiền lãnh tiền GA gì đó kể lại mình nghe. Nó được hơn ở Việt Nam là gì? Ở Việt Nam mà tiền già thì không được bao nhiêu chứ nhá. Sống không có đủ đâu.
Nếu mà tiền già ở Việt Nam mà lãnh ra rồi á, mà không có nhà cửa mà ở nhà thuê này kia nọ ha, rồi điện nước ăn uống là coi như là đói, không cách nào đủ dân. Ở Mỹ này những người già neo đơn vậy thì nó có cái chương trình ở những cái chung cư của người lớn tuổi và trả tiền rất là ít. Có nhiều người chỉ trả có 100 mấy một tháng thôi, nhà một phòng, rồi tiền nước tiền ga gì đó trả có mấy đồng bạc, 10 mấy đồng bạc à, đó vậy thôi. Tại vì mình lãnh được 1,000 mình trả 1,100 mấy, rồi tiền đường điện tiền nước tiền ga có 10 mấy 20 đồng vậy, đại khái là vậy. Tóm tắt lại là tiền nhà với là tiền này kia nọ chừng 200 đi, còn mình còn dư 900. 900 thì nếu mà người già ở đây thì sống chung với con cái thì đủ, dư sống ở ngoài thì mình không biết. Chứ đồ ăn đồ uống mấy người lớn tuổi rồi cũng ăn rau cỏ nhiều chứ đâu có ăn hải sản hay là cua tôm thịt gà bò này kia nọ đâu mà sống không đủ không các bạn ha. Người già ở bên Mỹ này, nhà nước Mỹ họ quan tâm và chu đáo hơn nhiều. Thì nói ra cũng đúng, tại vì đa số thì đi làm đóng thuế. Rồi bây giờ đây là giống như là cái không phải là cái lợi tức, nhưng mà giống như cái quyền lợi của mình. Lúc mà mình đi làm đóng thuế thì già thì mình lãnh tiền già, tiền hưu. Ở Việt Nam thì khi lớn tuổi rồi thì sống vào nhờ con cái. Cha mẹ lớn tuổi, ông bà lớn tuổi thì sống đùm bọc với nhau. Nhiều khi một ngôi nhà mà ở 2-3 thế hệ luôn, ở chung với nhau, ở chung nhau nhà chật, người lại đông. Nhưng mà ở riết nó quen. Hồi đó giờ mình ở quen, hồi lúc mà mình nhớ ở Việt Nam trước khi mình đi vượt biên nha. Mình ở trong nhà của bà ngoại mình thì tới 10 mấy 20 người luôn á. Không có phòng ốc có gì hết trơn á, nằm ngủ bằng như cái mồi á, tối ngủ. Bây giờ về thì nó cũng nhà cửa giờ cũng xây lại khang trang, cũng có phòng ốc riêng. Nhưng mà cũng có một số người thì cha mẹ không được nhờ mà cứ sống bám vào cha mẹ cho tới từ nhỏ tới lớn luôn. Kêu bằng là cứ ăn bám sống bám, không chịu đi làm lụng vậy chứ á. Cứ ở nhà vậy, rồi đi chơi, rồi ăn nhậu, rồi sống bám vào gia đình. Cái giống như kiểu người ta nói là làm nhà báo á. Nhưng mà không phải viết lách hay là viết bài vậy chứ. Cái này báo hại báo đời á. Nói chứ thật sự về Việt Nam thì vui, dĩ nhiên là gặp lại người thân thì dĩ nhiên vui rồi. Sự tốn kém thì chắc chắn là mình phải lường trước rồi. Nhưng có nhiều cái có nhiều thứ nó phát sinh ra mình không biết được, hay là nhiều lúc mình thấy mũi lòng á, rồi mình cho người này cho người kia, thử ra nó khi mình trở về Mỹ rồi mình mới thấy rằng khi mình đi mình tính toán trong cái khả năng của mình cho, nhưng mà khi mà mình về tới bển rồi nó có nhiều cái mình phải xài thêm nữa. Cho nên nếu mà các bạn nào mà chuẩn bị tinh thần về Việt Nam thì phải suy nghĩ cái điều này, và chúng ta phải xài tiền phải cẩn thận hơn nữa. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ làm ăn cũng khó khăn rồi không các bạn ha. Cái ngành nào cũng khó khăn, như ngành nail, ngành tóc, ngành nhà hàng, ngành làm furniture, bộ tủ bàn ghế, cắt cỏ, ngành nào như bây giờ cũng khó khăn chứ. Vật chất thì cái gì nó cũng lên hết. Bây giờ ngày xưa giống như mình nói, mình đi chợ búa ở bên Mỹ này đi, mình 100 đô đi, mình lấy ra một đống đồ luôn. Còn giờ 100 đô đi vô chợ mua cái vài ba món là hết 100 rồi. Vật chất bây giờ cái gì cũng mắc mỏ chứ. Cho nên đồng tiền làm ra mình cũng phải đắn đo suy nghĩ chút xíu, xài mình phải cũng cân đo lại. Nhất là những người bạn nào trung niên hay là lớn lớn tuổi mà có con cái học đại học rồi kia nọ đó, chúng ta còn phải
đồng đếm này kia nọ nữa, dữ hơn nữa. Tại vì tiền tụi nhỏ đi học lần là mấy năm trời không à, một tháng lớp nào tiền ăn, tiền học, tiền trường tụi nói nữa. Mặc dầu nhiều có nhiều đứa con thì nó cũng không cần chúng ta giúp đỡ cho nó nhiều lắm. Nó nói tụi nó tự tự trả tiền trường, tự trả tiền chỗ ở được, nhưng mà mình thấy mình xót cho nó. Mình đã trải qua những cái thời gian khó khăn khi đến Mỹ rồi, mình biết. Để tụi nó ăn học tới nơi tới chốn, chứ bây giờ mà để cho tụi nó vừa đi làm vừa đi học kia, lỡ mai mà tụi nó học, tụi nó mệt mỏi quá học không nổi, hoặc là tụi nó bỏ giữa chừng thì cũng cũng tội. Thôi làm cha làm mẹ thôi, gán gồng cho mấy đứa con thôi các bạn ha. Thì nói gì ở đây thì cũng có người Việt kiều, thì cũng có người này người kia người nọ. Có người thì qua Mỹ mấy chục năm trời cũng tay trắng, vẫn còn tay trắng. Nói ra thì mình sợ, nói ra thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà không nói thì cái này là mình nói sự thật ngoài đời thôi. Nó có nhiều người qua đây mấy chục năm cũng không bằng những người qua đây mấy năm. Tại vì thứ nhất, những người qua đây người ta làm lụng, người ta chịu cực chịu khổ, không có đi chơi. Có nhiều người ở đây mấy chục năm cứ ăn chơi qua. Ví dụ làm 10 đồng thì xài 9 đồng, xài 10 đồng xài 9 đồng rồi thì làm sao có dư được, nhiều khi xài lố luôn nữa chứ. Nhiều khi xài làm 10 đồng xài 11, 12 đồng rồi. Nhất là từ khi mà các sòng bài nó mọc lên nhan nhản ở đây, chẳng hạn như là một thành phố ngày xưa có một sòng bài không có luôn nữa, bây giờ thành phố nào cũng có sòng bài vậy nha. Mà sòng bài nó mở ra quá trời nhiều luôn, sòng nhỏ cũng có, sòng lớn cũng có. Mà các bạn biết không, vô sòng bài thấy đầu đen Á Châu nhiều lắm. Tại vì dân Á Châu mình thích sát phạt, thích đỏ đen nữa. Vô làm ăn gì mà đang ấy ấy vắng vắng cái hay đi đỏ đen. Đỏ đâu không thấy, thấy toàn đen không à. Bởi sòng bài càng ngày nó càng lớn, càng ngày nó càng mạnh, càng ngày nó càng giàu. Nó xây thêm phòng ốc, rồi xây thêm khách sạn, rồi xây thêm đủ thứ vậy á. Những thành phố lúc nào nó cũng cho xây sòng bài ấy. Các bạn biết sao, các bạn biết sao? Tại vì đóng thuế nhiều, nó lấy thuế rất là nhiều luôn. Tại vì nếu mà mình không, thành phố này không cho xây thì người dân ở đây đi qua thành phố khác chơi đánh bài thì cũng vậy thôi, cũng thu tiền cho thành phố khác. Cho nên như vậy á, nhiều người nói rằng á, chính tại cái thành phố của mình ở á, nó cho xây để có gì thua thì thua tại thành phố này luôn, đem lại tức lợi cho thành phố. Xong bài một năm đóng thuế nhiều lắm các bạn, nói lời kinh khủng luôn. Hồi mà lúc mà mình mới qua Mỹ á, muốn đi chơi bà cờ bạc á, là phải đi cách đây 2-3 tiếng đồng hồ qua tiểu bang khác. Còn bây giờ khỏi. Bây giờ đi ra mới có 10 phút à, 20-30 phút là có rồi. Xa chút nữa thì 30 phút, 45 phút hoặc 1 tiếng hồ có nữa. Sòng bài nó bao vây quanh thành phố luôn, chỗ nào cũng có sòng bài chứ á. Những cái chỗ mà thành của tiểu bang Nevada là tiểu bang sòng bài á. Nevada thì có Reno, Lake Tahoe, Carson City và Las Vegas là lớn nhất. Mình có đi du lịch hồi tháng 2 năm ngoái, vậy là cũng hơn một năm nay rồi. Hồi đó muốn đi đánh bài phải đi qua một cái tiểu bang khác đó. Ở chỗ mình Bắc Cali mình phải đi qua bên Reno chơi mấy tiếng hồ. Còn bây giờ đâu cần đâu, sát bên không à. Cho nên những cái thành phố Reno hay là Lake Tahoe bây giờ thì vắng khách lắm. Tại vì Cali nó chặn hết trơn rồi. Ở trên đường đi đến đó thì biết bao nhiêu sòng bài mọc. Quay trở lại với lại Việt kiều về quê. Có nhiều người mình nói gì đó, qua đây mấy chục năm rồi, có nhiều người chưa về Việt Nam luôn nữa. Có người đi mười mấy hai chục năm qua đây rồi, rồi cứ ăn chơi lêu lỏng hoặc là chơi bời hoài, ăn nhậu tối ngày, đâu có tiền đâu mà về Việt Nam. Có nhiều người lạ lắm, thà là thua bài 5-7 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, nhưng mà về Việt Nam lại không có về.
ơi, cái đó là mỗi người mỗi cái cách suy nghĩ của các bạn, mình chỉ đây là mình chỉ nói lên sự thật thôi. Dĩ nhiên mình nói sẽ có đụng chạm người này đụng chạm người kia, nhưng mà các bạn thông cảm, đây là những gì mà nó xảy ra hiện thực ở ở Mỹ, và mình nói lên những cái gì mà mình đã trải nghiệm được rồi, như về Việt Nam như thế nào, rồi có nên về hay không, một năm hai năm về lần hay là 4-5 năm về lần, tuổi trẻ và những người trung niên như thế nào thế nào đó, mình cũng đã giải bài cùng với tất cả các bạn, cũng giống như là mình tâm sự mộng với nhau vậy đó. Rồi cảm ơn tất cả quý vị, mưa đang mưa lâm râm ở ngoài được các bạn em. Rồi xin chúc cho đại gia đình một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Chúc ai cũng được nhiều sức khỏe. Xin chào, bye bye.